Đào gần sướng đào của làng không anh? Lan mệt lắm, Lan đi môi. Lan mệt lắm. Nè, ở bên trên này ở đây. Quay cho nó đẹp, quay thấy củ gừng cũng biết củ gừng. Ở trên hồ mà chưa thấy gừng nào nhiều quá này. Chỗ này không đẹp lắm. Trên đang đào hết rồi. Quay cái củ người ta mới ghiền, quay cay không. Cho nghỉ và trúng số, mà mới trúng sổ số đặc biệt cho nghỉ hết, giờ phát người 100 triệu, à, trúng 75 tỷ mà. Chào ơi, uống nước nghỉ. Thank you.
nhà cà phê miết là xong hết rồi hả? Hôm nay được mùa không hay là mất mùa? Nhà là mấy hết? Có gia đình chưa? Anh chắc có rồi hả? Có trồng tiêu gì không? Tiêu trong dây bơ gì không? Hay là kẹt đó? Đổ ra luôn hả chị? Để chị làm tới đâu đổ đó đổ vậy á. Để chị nói cái này nữa. Nè. Chị bỏ mấy cái bình